các bạn ơi, tình hình đó là clip trước đó là mình là một cô vua 4 người phải không, mà team mình hiện tại là một thằng nó đã gửi team rồi nên mình không thể chơi được bộ vua này nữa, nên quyết định hôm nay mình sẽ làm bộ vua 3 người nữa nha. Đây đây vừa in luôn, làm luôn nha. Ok các bạn, giờ mình sẽ dán cái bàn cờ này vô các bạn nha. Tình hình là mình không còn cái giấy cạch tông nào để mình dán vô, nên mình dán vô các bạn luôn giống cái video trước nha. Ok giờ mình cắt ra cái này, giờ không biết trên thế giới và cái Việt Nam mình có ai chơi với, hình như cái này mình chơi lần đầu đúng không ơi. Quá trời kéo xét các bạn ơi. Ok giờ là mình cắt xong rồi nè các bạn, đây cắt ra ra hình ngũ giác nè, ô lục giác chứ. Rồi giờ mình sẽ dán trực tiếp vô các bạn này luôn nha. Ok tình hình các bạn ơi, mình không biết dán này dán nó theo cái mình làm ra mà mình không biết dán hướng nào nè, chắc theo dán hướng này đi cho nó đẹp ha. Đây đúng ra người ta có một cái bàn riêng người ta dán vô, người ta có một cái bàn cờ này riêng luôn, nhưng mà này mình tự chế, mình chơi kiểu thủ công cho nó dân giả. Đây một góc, ok mình đã dán xong nha các bạn. Đây con vua ba người đây. Ok bây giờ mình sẽ ship cờ cho các bạn, thì mình sẽ ship bên đen chứ nè. Đây cũng như ship như bình thường mà tại mình ship ba bên. Đây ngựa, ủa xe ngựa, hậu đây. Tiếp theo mình sẽ ship bên trắng nè, trắng trong. Đây chị này là màu trắng tinh luôn nè. Ok bữa nay là bên màu trắng nè, màu trắng đục nè, màu trắng màu trắng trộn với màu màu xình nữa. Bộ này chơi hình như 5900 hồi đó giờ mà nó đục nó dơ cũng nội. Xong vậy là đã ship ra ngoài cờ vua nè. Ok vậy là đây là tổng quan của các bạn cờ vua ba người này nha. Thì cái bạn cờ vua này nó khó một cái chỗ cực kỳ khó luôn, là khi mấy cái con cờ mình nó đi tới cái giao lộ cái trung tâm cái bộ binh này nè là không biết làm sao nè. Ví dụ như là con tốt trắng nó ở phía bên đây, con tốt trắng đục hơn nó nằm ở đây, và con tốt đen nó nằm ở đây, thì ba con này là sẽ vĩnh viễn không gặp bao giờ gặp nhau, là tại vì nó không có đường nào để ăn nhau á. Tại vì khi con tốt trắng này nó muốn đi tiếp thì nó sẽ qua bên bờ bên đây, con đen nó đi tiếp nó qua bờ bên đây, con trắng đục này nó đi nó ăn bên đây mà nó sẽ qua bờ bên đây. Đó là ba con này là sẽ không bao giờ gặp nhau. Đó như là ba cái mảnh đất được chia ra đó, đây mảnh đất bên đây và bên đây, nhưng mà thực chất là được chia ra nhưng mà mỗi bên đều có một mảnh đất đó. Như bên đen có mảnh đất đây, đây trắng thì có hai mảnh đất đây. Đó là mỗi người chơi sẽ được sở hữu cho mình hai mảnh đất. Ok giờ chơi luôn nè. Ok giờ mình chơi chứ các bạn, giờ mình đi trước nha. Đây đi con nội. Ok nghe mình đi lên đó nha. Đây cách đọc tọa độ của các nước đi thì giống bạn là vua hai người nha các bạn. Kiểu như cái con trắng này nó vừa đi lên là tốt 5A5 nè. Các bạn cờ vua này chắc mình là ở Việt Nam là chơi đầu tiên đó các bạn. Còn các bạn có biết có ai chơi thì nói với mình chị gửi dưới phần comment nha. Rồi nếu mà cái video này mà được 100 like thì mình sẽ làm một cái bàn cờ vua dài khoảng là 2m nha các bạn. 20m luôn, bàn cờ vua dài nhất thế giới 20m. Để coi là nó chơi như thế nào nha. Rồi bây giờ là quay lại nội dung chính của các bạn cờ vua này, thì cái thế cờ nó đang rất là kẹt. E rằng video này sẽ mất khoảng 30 phút đồng hồ của các bạn đó nha. Thì chơi cờ vua này là mình nhớ là hình mình học lớp 8 nha bạn. Là lúc đó là cái bữa học thể dục buổi sáng, cái là bữa đó là đang kiểm tra 15 phút cái bộ môn mà thể dục mà nhảy qua cái cọng dây là chờ nhảy xe. Mà cái này là ông thầy ông cho nhảy cái cọng dây nó khoảng cách mặt đất khoảng cỡ là chưa tới 1m, nửa mét là mấy đứa tiểu học nó không thể nhảy qua được đó. Là nó đi chen cái trò nhảy dây mà hồi xưa mình đi chơi á. Rồi là bữa đó là có một thằng nhóc là khoảng học lớp 7 gì á, lớp đó mình học lớp 8, học lớp 7, lớp 6 gì mới nông quên này. Đã nó chuẩn bị đi cờ vua vòng tỉnh gì đó, là nên ông thầy thể dục đó cho mình với đó chơi đấu luyện giống như tập trần đó chuẩn bị đi thi đó. Là mình chơi với mình nhớ là mình chơi với thằng nhỏ đó là khoảng là 3 trận rồi, là hình như chơi là từ khoảng 7 giờ mà tới 8 giờ 15 là muốn ra về luôn rồi. Rồi thằng bạn mình là nó nhảy cái cọng dây hồi nãy là nó nhảy chưa qua. Cái mặt ông thầy lúc đó là mồ hôi mồ kê nó nhễ nhại hết ông nội, đó là cái ca này là đó giờ chưa từng thấy luôn các bạn. Nhưng mà bù lại cái thằng bạn mình nó học giỏi lắm các bạn. Ơi nói chung là được cái này mất cái kia các bạn. Cái này ca này chịu. Rồi quay lại trận đấu là mình vừa đưa xe
lên A5 nha. Đó thì nói chung cái bàn cờ này chơi nó cũng rất là bình thường, nhưng mà nó bị kẹt ở cái phần ở giữa này thôi nè, cái phần trung tâm, cái phần cái bùng binh nãy mà mình nói đầu game đó. Ủa lộn, mình nói đầu video đó. Ok, giờ mình lấy con ngựa mình lượm con tốt nè, rồi tới lượt con gì thì lấy con tốt trắng nó ăn tốt trắng đục nha, rồi tới con tình thì lấy con ngựa nó ăn lại con tốt trắng con gì nè, thì nó cái nước đi của con ngựa nó cũng như cái bàn cờ vua bình thường ấy, mà tại cái này nó ở chỗ này nó bị cong ngang thôi đó. Rồi sau một hồi nãy giờ mình chơi cái cờ vua ba người đó, mình hiểu sao là cái cờ này nó không có được phổ biến và nó không có ai chơi vậy. Là thứ nhất là nó sẽ bị gối ở cái phần trung tâm, chơi nó rất là ngoằn, nó rất khó và không biết cách di chuyển sao luôn. Thứ hai là cái nó không có công bằng, là kiểu là hai người còn lại hợp tác lại và đánh một mình một người kia, rồi sau đó hai người đó sẽ đấu với nhau thì nó rất là không công bằng, giống như một mình mà phải đấu với hai thằng lại á. Bởi vì có khi bạn đó giờ chưa thấy bộ cờ này là lý do là gì đó. Rồi các bạn cờ vua này mình đề xuất là đổi tên cờ vua ba người thành cờ Tam Quốc Diễn Nghĩa nha các bạn. Là ba nước Ngụy Thục Ngô đánh nhau giành chính quyền bên Trung Quốc xưa nè. Ok, quay lại trận đấu thì mình nhập thành nè nha, cho nó an toàn vua một tí. Rồi tiếp theo con Di nó đưa ngựa đây nè, không biết lý đồ gì nữa. Gần Tịnh đương tượng lên nè. Cái hướng cờ nãy giờ mình ý là mình với Tình là cái hàng bên trái là đang tấn công vô cái màu trắng đục, là của hàng con Di là vào bên phải nha bạn. Là một mình Di phải đấu với hai đứa đó. Bởi vì cái game này nó không công bằng. Thì các bạn cờ vua này mình làm ra để mình giải quyết cái mục đích là giống như có ba đứa mà có các bạn cờ vua hai người rồi hai thằng chơi rồi thằng kia ngồi đợi không biết tới chừng nào, rồi mình cũng như là thua ga nó rất là mệt. Thay vậy mình làm cái bạn vua ba người ba đứa bay vô chơi luôn cho nhanh khỏi đợi. Rồi quay lại trận đấu là mình sẽ lấy con hậu của mình ăn lại con tốt con Di nha. Thằng Di là cái hàng ngồi bên phải, còn Tình là hàng ngồi bên trái đó. Nhưng Tình nó mới lấy con tốt trắng của nó ăn con ngựa con Di nè. Ê khoan, hình như tới đoạn này Tình nó ăn gian bạn ơi. Con vua mà nó đi là một lần hai ô này coi chịu nổi không. Ok, thì nếu rảnh thì mình sẽ làm cờ vua dài khoảng 2 mét nha. Thì mình cũng có nhiều ý tưởng về các bạn cờ vua lắm, như cờ vua người thật, việc thật luôn, như là một cái bạn giờ vua kích thước thật rồi cho 32 người vô làm từng con quân cờ trên các bạn cờ vua. Cái này có nghe cũng khá là hay nha. Thì nếu có điều kiện thì mình sẽ làm như vậy các bạn. Thì cờ vua mình còn cần rất là nhiều ý tưởng, giống như là bạn cờ vua gấp đôi nè. Có nghĩa là giống như là mỗi bên mình sẽ nhân đôi số cờ lên, có nghĩa là hai con vua hai con hậu. Thì mình sẽ làm trong tương lai, mình sẽ làm hết. Rồi cờ vua 5 người, cờ vua 6 người, cờ vua 7 người, nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục làm về cái chủ đề cờ vua này nha. Ok, thằng Tình nó đưa con xe xuống bắt con tượng của con Di nè. Rồi mình ăn con hậu vô mình chiếu con Di, con Di chạy. Rồi con Di nè thấy là không còn sống sót lâu rồi. Rồi thằng Tình nó đưa con tượng lên nữa nè. Rồi mình đưa con hậu mình lên chiếu. Rồi thằng Tình lấy con tượng nó ăn tượng của con Di. Rồi thằng Di này là thấy không xong rồi, mình đưa lên tốt lên cái nha. Rồi Di nó ăn lại con tốt mình. Rồi thằng Tình đưa con xe ra. Rồi mình lượm lại con xe của con Di. Rồi thằng Di nó lấy con hậu nó ăn tượng Tình. Tình lấy xe ăn vô. Rồi xong chiến này một nước nữa là hết cú. Chiếu hết cú. Rồi vậy là mình với Tình vừa hội đồng Di xong các bạn. Ăn hết cờ con nhỏ rồi chiếu nhỏ cái nước hết đi luôn. Đó nó bị vừa bị chiếu xe rồi vừa bị hậu mình chiếu nên hết cú. Rồi chính thức giờ là cái cờ vua này là trở thành cờ vua hai người lại nữa nè, nhưng mà chơi trên các bạn cờ vua ba người. Rồi trận này mình nắm chắc phần thắng nha bạn. Mình tạo gã này mình phải thắng thôi chứ không thể không thắng được. Rồi Tình lấy con xe nó ăn chốt nè, mình chạy ngựa lẹ nha, không hết lắc. Rồi nó rượt theo mình nữa này. Rượt chạy vậy không có gì á. Rồi nó rượt nữa. Rồi nó rượt nữa. Rồi mình lấy con hậu mình chiếu nó nè. Giờ mình phản công nha các bạn. Rồi giờ tới mình rượt nó nè, coi nó chạy lấy vua chạy đâu. Rồi lấy ngựa xuống chiếu luôn. Rồi dính giữa thế này chỉ còn đường là lấy hậu lên ăn thôi, và lấy hậu ăn nghiêm tới bay hậu, ngựa đổi hậu quá lời. Rồi là nó muốn hết cờ rồi bắt đầu điên xe nè, điên xe lụm luôn tốt, chiếu chạy à, chạy chiếu nữa. Rồi chạy chiếu nữa, chiếu hoài luôn, khỏi chơi. Rồi cho anh xin tốt luôn. Rồi tình hình là Tình nó đang chạy con vua nó vô cái góc này án tử rồi. Đâm hậu xuống chiếu nè, coi chạy đâu. Này chỉ có một đường duy nhất là chạy chéo lên thôi. Chạy chéo lên đâm tốt xuống ép. Rồi đưa xe lên bắt, đưa hậu về chiếu. Rồi chạy xuống góc đó thì họ chỉ có chết. Bây giờ làm gì làm đi, mình điên tốt thì mình xuống dưới mình phong lại con him con hậu nữa là nó địch án tử nha bạn. Rồi lấy xe chặn bà này, cây gì thì rồi mình đưa con xe ra nè. Rồi coi chú làm gì tiếp theo. Rồi đưa con xe xuống dí lại cái xe mình, đẩy tốt xuống luôn, ép luôn. Rồi nó ăn bà ăn tốt mà này. Rồi mình ăn lại ăn tốt nó nha. Rồi lấy ăn tốt mình, cây nha. Rồi giờ trận đấu này đã sắp kết thúc rồi nên mình sẽ nghỉ nói để cho các bạn nghe được cái âm thanh của sự chiến thắng, của sự vinh quang nha các bạn. Ôi trời, cái ông này, các bạn ơi, ngày nó chơi thua rồi nó cây nó phá rồi các bạn. Trời ơi là trời.